chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Thịnh KTV. Nói chung là hôm nay thì còn có ba đứa à. Nghi cũng vắng, Nhật cũng vắng rồi bạn ơi. Nói chung là nay ít người quá thì anh cũng ở nhà anh cũng gánh gỏi không? Cũng muốn cho mấy đứa nghỉ nhưng mà thôi. Ở nhà thì nó nhớ nghề ngứa nghề quá, mình muốn quay nên đúng rồi, đúng rồi. Ngứa tay ngứa miệng. Anh nói hồi nãy nghe lộn thành nhớ ghệ luôn á anh. Ghệ em. Đau không à. Anh không à. Nói chung là giờ còn ba đứa thì nói chung là ý tưởng thì cũng cạn kiệt rồi, giờ anh không biết quay gì hết trơn. Giờ ba đứa có ý tưởng gì quay clip cho bạn xem không? Rồi. Anh dẫn ra đây gió quá trời, thấy nhiều tập 2. Nè, cho tới này nữa các bạn. Mình like nhanh nữa. Đổi ý tưởng khác đi, không thấy nhiều nữa. Xin đòn hay gì? Cũng được á. Đòn đi. Thôi, xin đòn bữa ngán lắm rồi. Ngán lắm rồi, tại không biết bên ngán lắm rồi. Đổi nữa đi. Đổi ý tưởng khác nữa không? Gì giờ ta? Dì Hảo. Mấy giờ mình làm gì mà chưa ta cũng đòn đi. Quên nước chạp sữa. Là sữa hả? Đúng rồi. Nhưng mà làm khổng lồ siêu to thì nhiêu đây mình đâu sao là ăn nổi không nổi. Vấn đề là phải đông đông. Đem cho bán. Hả? Vấn đề là bạn biết làm không? Ủa sao? Đây mình đúng biết nha. Không biết làm ai không? Thì tội tưởng đâu khác nữa không? Quay giờ. Ủa mà nhanh đâu anh? Nhanh hả? Ở anh điện không có máy. Không em chắc chắn em dám hứa với anh một điều là nói nhà em nhắn tin nó mấy này không rep. Mày chết với tao. Giờ sao? Anh cũng hiểu với em rồi đó. Biết rồi, biết rồi. Sao? Cái gì? Trời ơi trời, gió mát mát, gió thổi như vậy, mây như vậy thì giờ tới tưởng như vậy không? Sao đi? Bây giờ mình cho nó đi. Chó là chó gì? Dạ không mấy mình cho anh nói ấy nó đi rồi. Hả? Sao ấy là gì? Nói Phụng nó đi Mỹ tho làm rồi. Nó đi Mỹ làm. Không, cho nó thì bây giờ em nhắn tin nó không rep. Anh ấy phụ bạc. Sao vậy biết tình chụp buồn không? Là sao anh chưa hiểu ý vấn đề? Anh giờ danh á thì nó chắc là nhà anh đang bấm chơi game rồi đó. Ừ. Giờ mình cho anh nó đi. Cho anh nó hả? Là cho anh, là cho anh theo hướng nào á? Ý là cho anh sao á? Cho anh là kiểu như giờ mấy anh em cho nhau này nhắn tin mình đi. Ừ. Thôi mà giờ nói ấy lắm. Biết là mình cho anh danh rồi đó. Nói nhỏ này nó đi làm Mỹ Tho. Mỹ Tho. Ấy là cho anh là phụ không quay nữa. Là đi làm chỗ khác đúng không? Đúng rồi. Thử lòng danh đúng không? Coi đó là sao, coi đó là sao? Kiểu là cho anh là em gọi tên gì đó. Cho anh danh nữa. Cho anh nữa chứ. Ủa hồi cũng là một thì nó nhiều tội ác quá. Nghiệp á. Chứ tình không rep rồi đó. Cho anh hả ta? Coi được không? Hết giờ ít người nè. Cũng không có ý tưởng gì quay. Cho anh được á. Nói chung nếu mà còn ý tưởng là còn ý kiến là lắm à. Một đầu sọ hôm nay rồi. Mày ra mày chết với tao. Cho mày khóc tiên bán luôn. Cho anh ấy nhảy xô gì lắm rồi. Thì giờ ba đứa chốt không? Chốt. Chứ giờ hết ý tưởng rồi mình cũng không biết quay gì luôn các bạn ơi. Nói chung là vắng hết hai người rồi. Ủa thí dụ tiên không ý tưởng rồi sao quay? Anh ấy... Thì anh ấy vắng ít người quá nên anh không phải bí ý tưởng chứ sao? Ý tưởng mà của tiên đi quay. Thì ở nhà ngứa nghệ. Ngứa tay ngứa chân. Yeah. Rồi chốt hết không? Chốt. Rồi thì hôm nay mình sẽ thực hiện theo ý kiến của ba đứa này luôn rồi. Nói chung là hiện tại thì ý tưởng nó càng ngộn xíu rồi. Này cho anh danh luôn. Nè. Rồi giờ let's go đi. Giờ mấy anh em sẽ quay nhà danh nha bạn. Mấy anh em mình let's go. 15 minutes later. Nói chung là mấy anh em mình tới nhà danh này nha bạn. Ủa sao đóng cửa rồi? Rồi đâu anh chạy là xe đóng cửa mà không khóa gì vậy? Sao anh nhanh quá vậy? Trời ơi, mình phải nhanh lẹ cho. Ủa gì là đây không có nhà hết hả? Anh để em. Xe nó nhà kìa. Ừ đúng rồi, xe nó còn. Chưa, em đừng cắt đâu. Ê. Bỏ được rồi. Làm lẹ cái mồm luôn các bạn ơi. Ủa mày nói gì? Sao cửa đóng hết trơn vậy không? Trời ơi, đồ đạc chất đầy như vậy. Nó ngủ vậy. Nó ngủ. Nhanh kìa. Nhanh vậy hả? Đồ đạc dục cà bừa luôn, đầy bàn luôn. Cái cửa này mở được không vậy?
có cái này không có má. Chào Vi nha. Trời ơi, coi nó ăn uống kìa. Trời ơi, đồ đạc gì thế. Chuyển bước tiếp theo. Mày chứ ngày mình chết thì tao xin lỗi mày nha. Dạ, bây giờ đây. Dạ, kém chỗ trốn đi. Xong cái là nó bộ anh kêu dành vậy. Không, bây giờ anh nói nè. Chứ nó kêu em nhắn tin cho anh đi, nói là anh Thịnh ơi, em lên em xin nghỉ. Em đi Mỹ thò, mày em anh đọc cũng gõ nói đi Mỹ học, đi Mỹ làm hay gì đó. Yeah, chọn ra cảm giác nó làm sao? Danh nó tàn canh với em. Xong tí nữa em để dài sáng. Thế mấy giờ lỡ nó giận làm sao? Hả? Lỡ giận làm sao? Giận chịu. Để em đi kiếm con mà. Giận đó. Nó giận. Nó giận rồi xong các bạn chết luôn. Sao hết làm tới bước này mới bỏ làm á. Không sao đâu. Không sao đâu, có gì. Có gì nó giận thì mình làm được hết. Hả? Tại vậy. Em chỗ trốn đi. Sao anh kêu Danh dậy xong mới nào ngồi giải thích nói ra gì vậy đó. Không. Ừ. Chừng nào cái dấu hiệu em thấy vậy nè. Nó có giận biết mẹ nó. Nó giận biết mẹ nó. Sao? Nó giận biết mẹ nó. Không ra nữa. Chừng nào trốn đi phải. Chỗ nào là cao. Mấy chỗ em chạy trốn. Em thấy trong anh coi ăn uống gì mà dục vừa bãi đồ đạc thai tệ ghê luôn rồi. Casino mới về. Casino mới về. Nổ. Vậy. Đi chỗ này. Em thấy trong cái kính này là nó ngủ rồi, nó phóng màu kim, nó không biết làm gì. Cái này một hồi anh kêu đó rồi. Cái gì? Cái này em tội anh kêu nó rồi kia mà. Kêu kia nhưng mà tụi nó khó dậy lắm không? Anh lại anh tắt nó cái bóp là chi gì? À, tí nữa coi chừng rồi nó dậy đâu đi xuống làm sao đi vệ sinh thì thấy em làm sao nghĩ sao ngồi đó vậy? Trời ơi, rút vô phòng luôn. Em rút vô phòng nữa luôn. Phòng luôn cái vậy? Chắc chưa? Chắc rồi. Đúng không? Không nha. Nghĩ sao mà nấp vào chỗ này vậy? Lỡ nhỏ nhỏ. Lỡ sao? Vô đúng không? Chắc hay ăn sáng sao đi? Thằng này nó bị mù lắm, đi ra kia làm sao coi chứ. Nếu con phụng cũng cho em miếng ngược này. Trời ơi. Em không vậy? Chứ giờ chỗ ở nào? Chỗ, ở trong kia nóng chiên vô. Trong kia tới thui à. Nóng nữa, nghĩ sao chưa được. Không sao nghe em. Nghe lời gì nè. Gì cho phụng nó vô đây đi. Anh em mình lôi giật 1, giật 2 nó ngày trước. Ngày trước có ăn nước mà cho nó rửa mặt đó trước. Mình đâu cho chỗ này đâu. Ừ mình ấy nó. Heo kìa, thêm nhỉ số liền. Không mấy anh nắm đầu nó vậy, nó lôi lên cảnh luôn rồi, nó tính cái gì. Nhà không? Nhà anh Danh không có vàng á, ra vậy. Nhà anh Danh không có vàng á, nữa. Nhỏ thôi. Nguyên cái tem này có anh với anh Danh ăn mất mệt rồi, thêm em nữa hả? Vậy. Ăn đi. Ê. Lấy nhau quay lại nè. Mà giờ em trốn ở đâu? Ở đây đi. Mình lên cảnh, mình nhịp một việc này đúng không? Kéo lên cảnh nè. Là giờ trốn đâu đó vậy? Đưa cái anh cho em đi. Làm gì? Hồi em đi lên quay luôn. Hả? Quái gì em nói chung anh nghe không hiểu em cứ lên à. Em cứ ở dưới một chỗ nha. Nó chạy đi rồi anh kêu lên thì em ngồi. Rồi anh nói vô bọn anh đi la lên cái em chạy lên. Ừ biết rồi, la lại rồi. Thì trốn ở đâu? Mày muốn trốn ở đâu? Trốn nói kỹ nha. Thì nói chung là cũng mới vừa trốn sao biết nha bạn. Thì giờ mình sẽ lên kêu Danh nha. Thằng này tính giờ mình vô nhà nó mình chậm hết. Chắc cũng không biết đâu. Ngủ quá ngủ rồi. Ừ. Trời ơi này. Em nhớ cũng chưa rồi đấy. 12 giờ 23 rồi các bạn. Tới giờ trưa luôn rồi. Ui. Độ đó đó mà còn chưa tỉnh hả? Anh Thịnh coi em nè. Em làm cái gì? Mày không thoát gì đâu con trai to be continue. Mày nó cũng chết trời. Làm gì? Còn nét nó hay vậy? Có. Một hai thấy cái sức mạnh cơ thể em gì thì anh biết rồi. Làm gì em đè nó hay vậy? Hiểu rồi đó. Má mày sao mày kiếp vậy cho nó vậy? Vậy? Đâu đây? Tao đây chứ đâu mà đâu đây? Làm gì kéo nhà tao nóng vậy?
Tỉnh chưa? Tỉnh gì ngủ cũng chết luôn á mệt. Biết giờ này giờ nào chưa? Mới sao 7 giờ sáng chứ gì à. Coi à. Mày nhói mắt mày lên coi cho kỹ. 12:24 rồi, còn 12:30 rồi. Trầm ca không quay gì nữa hả? Thì quay mà kiếm em nè, quay clip nè các bạn coi nè. Trường mới ngủ vậy chưa tắm rửa đồ nữa quay. Còn đi được không? Còn đi dẫn không? Được, yên tâm. Điện thoại anh điện anh Phan từ. Tôi có bàn đó nè. Ừ đúng rồi, đến hỏi em ngày qua em có trận chiến hỗn loạn gì vậy? Nằm bắn FIFA quýnh liên quân 11 đêm luôn. Rồi sao? Tới 6 giờ sáng mới ngủ quá anh nịnh. Rồi sao nữa? Cái gì? Rồi làm gì anh bạn làm gì vậy? Gì vậy đó? Chơi chung đó. Rồi bắt đầu đó. Chơi chung. Chết rồi, có 6 nút rồi. Chính bạn đó. Rồi, vô ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Rồi lặng trên bàn nước bánh nghề quần áo dùm lum đây hết vậy? Tối ngồi chơi nè. Nó xì hoài luôn. Chơi tới 12 giờ đêm nhưng đói bụng với khát nước quá, lòi bánh rồi ăn với uống nước. Xong rồi nóng gì đó. Đầu quá. Chắc em anh ơi. 6 giờ sáng nó nực quá, cởi đồ anh dục dưới. Ngủ đây ngủ tới giờ luôn. Rồi tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Ổn chưa? Đây 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 nè. Đây quay clip cho bạn coi nè. Rồi rửa mặt đi, rửa mặt đi mới nói chuyện. Rồi chào bạn đi. Chào bạn. Cái kênh Thịnh Ken TV. Trước mắt để cho nó rửa mặt Ken Thịnh này cho nó tỉnh cho anh thấy mặt nó lo đờ 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 hết trơn. Bị sức khỏe chứ. Rửa vậy thì rửa mặt. Thôi mẹ, rửa mặt cái tỉnh đi, rửa mặt đi rồi tao nói mẹ tỉnh này nè. Quá trời ngủ luôn rồi nha. Chơi game, ghiền game quá ghiền rồi. Tạt nó đi. Mày có chơi game không? Phải tao chốt không? To à, gì? Ai như mày mà tốt là tốt rồi. Mày đánh chưa? Đánh rồi. Rồi, nay có ý tưởng gì mới cho bạn coi không? Đi hết giờ tập 2 anh thầy. Cái gì nữa hả? Tao đặt mày tên là... cái gì trời, thằng Thái Diệu bây giờ. Cái này lộn luôn rồi, cà lắm luôn rồi. Mày thì nó vô chớn này à. Ông không có được. Rồi đi quay. Quay vậy? Quay vậy, cứ ý tưởng vô quay. Đừng hỏi cái. Hỏi gì nữa? Nhật thiếu gì đâu. Nhật Nhi hả? Ừ đúng rồi, Nhật Nhi thì nay vắng rồi, về quê hết trơn rồi, có việc bận. Nên nay không có qua chung tụi anh. Nay có 4 người quay vậy. Mày mới lại hỏi em kiếm ý tưởng nữa. Ủa bận khủng đâu? Khủng hả? Khủng đâu, đâu hỏi anh em tao. Hỏi em chứ sao hỏi anh. Sao hỏi em? Đêm nào cũng nhắn tin với Phụng hết trơn mà gọi video call mét các kiểu mà. Call canh ngủ em nhớ là vậy, nhưng có đợt thấy kêu canh ngủ nữa mà. Thì hỏi anh đụng nó tối nào không coi nữa. Ờ đúng rồi. Chị game. Đúng rồi, chị game với Chi. Chơi game đúng không? Ừ. Rồi hả, hôm bao rồi sao anh biết? Hằng ngày giờ em nói chuyện điện thoại hằng ngày với Phụng mà giờ tiếng hỏi ngược lại anh. Giờ tôi có tin này cho bạn nghe nè bạn Danh. Hai tin luôn hay một tin nha. Tin gì? Thôi đây anh Thịnh nói đi cho nó hay. Anh tụi anh có hai tin cho em hay. Xích bản coi. Tin gì? Một tin vui tin buồn. Em muốn nghe tin nào? Tin vui trước đi. Sáng sớm mở mắt ra anh kêu em nghe tin buồn. Thì mấy hỏi em có thích tin vui tin buồn. Thì thích tin vui anh kể đi. Vui không? À, giờ anh mới trúng số. Mày mới trúng số hả? Có phải hào dẫn á. Hào lắm mình hụt mày. Bữa mua 72 đó, 572 mém vô luôn luôn ba con, mém nữa vô rồi mà không có vô lộn đài. Bữa mua tặng đó nhớ không? Mua còn trong đầu tủ lạnh trống chứ giờ. Thiệt mày hết nói luôn. Bữa tao còn chụp gửi anh Thịnh. Ừ, quay lại đi. Giờ trong thời gian nghỉ hè này anh thấy tóc em cũng dài rồi đó. Râu em cũng mọc nhiều rồi đó. Mọc chùm chùm rồi đó. Giờ đó thì em nên đi chuẩn bị thay đổi thêm một thân xác mới. Hả? Đổi thân xác mới? Đi cắt tóc cạo râu á hả? Quá trang thành người mới. Thành mái cạo râu. Tào lao nghe nói chuyện. Spiderman. Superman. Người nhện. Người nhện. Thay đổi thân xác đi. Chị mua đồ mới đi. Ủa tự nhiên đi làm vũ công. Rồi tin vui đâu? Thì đang nói chưa hết. Chưa hết. Tin vui là mày mua đồ mới đi. Cắt tóc đi. Chuẩn bị thêm tiền nữa. Chị trời gì tin vui gì tốn tiền nữa. Kinh vô không?
nhìn bên tôi phải. Thấy không? Thành Khánh. Ừ. Hiểu chưa? Chưa. Hiểu vấn đề chưa? Nhìn lại nhìn vô mắt Khánh kìa. Nhìn vào đôi mắt ấy. Thấy không? Chưa nghĩ ra nữa hả? Chưa. Trời ơi, xin lỗi ơi, nhìn ơi, thằng nhỏ lắp cảm ơi. Đi hết hết chút đâu. Mất còn đẹp trai liền. Là Khánh chuẩn bị lấy vợ. Lấy vợ hả? Chứ vậy? Từ chưa tới mà. Sắp tới, sắp tới. Ừ. Chắc đi sửa sang đẹp trai cô vậy Khánh đi. Lão. Mày có nghe cái vụ gì chưa? Này. Cũng biết phục vụ ra. Dạ, cho Việt Nam, cho Việt Nam. Ừ, mày cho, mày gán cho đi. Để bây giờ. Hiểu rồi. Rồi tính buồn là gì? Tính buồn hả? Ừ. Buồn này nó nói chung là nó sẽ chửi đây. Buồn này nó sẽ rất là đau tim em. Đau tim em? Ừ. Rất là nhói. Cảm xúc mà ngày em tôi cười thì mấy hôm sau cảm xúc em sẽ bắt đầu. Cái bài gì đường tình đôi ngã ta? Cái bài gì đường tình đôi ngã ta quên rồi. Đường tình đôi ngã chị tin buồn gì nữa. Nghĩ như tin buồn này rất là nghiêm trọng. Đúng không? Là mỗi ngày em có gì ta? Có đôi mình thì hôm nay em có đơn mình. Đơn mình? Là sao nữa? Là như vậy nè, thì em thấy trong đây bao nhiêu người? 4. Ừ, giờ thiếu ai? Thiếu Nhi. Ừ. Nhật. 4. Ừ. Hồi nãy là em nghe lý do của Nhi với Nhật là vắng đúng không? Ừ. Thì còn giờ còn ai? 4. Ừ. Đúng nguyên lý do không? 4. Chắc chưa? Chắc. Buồn lắm á. Giống gì buồn? Biết lý do cái buồn. Vậy nói luôn đi. Nghe, chuẩn bị tinh thần nghe anh Thịnh nói nè. Cái này là tù cảm xúc em xuống luôn á. Nghĩ đồng cây. Nghĩ đồng cây gì nữa không nào ơi. Nói luôn đi. Nói nha. Hả? Thì phụng. Ừ? Phụng sao? Gợi tem rồi. Nhìn Thịnh. Phụng gợi tem rồi. Phụng gợi tem. Nó mới nói nó đi quay đều đều với em, tự nhiên giờ nó gợi tem. Mày cười gì? Cười đảo thì lắm à. Đi mà tới đêm qua Phụng với Thịnh nhanh á. Nói là phải theo ba mẹ xuống Mỹ Tho đi làm. Mỹ Tho? Sao nó không nói gì với em chứ hả? Ủa Phan nha, nói vậy nghe nè. Nó không nói gì với em. Hả? Anh điện em có máy không? Không. Ờ, giờ nó nói vậy em hay không? Em nguyên một đêm em chơi game. Ăn anh ấy ngủ. Tệ, anh ấy tệ vãi. Thôi đâu rồi, tao điện nó ơi. Đây nè. Ủa lộn rồi, không phải nội tôi. Lẹ đi, nói chung là Phụng luôn. Anh biết là bữa nay đi đó. Ngờ bé Phụng mà. Anh biết bữa nay là Phụng đi đó, nói chung là chưa biết thời gian Phụng đi. Nhưng mà Phụng nói là nay chuẩn bị sắp xếp đồ đạc đi đó. Điện có bắt máy không? Chắc có chừng đi hay là đang dọn đồ gì rồi đó. Ghi nhận khủng tao Khánh. Gì vậy? Vậy? Thỉnh tao. Điên mình mày đi chứ kêu tao làm gì? Đi coi kiếm nó. Ôi. Ôi, mày đâu hả? Mày tính bận cái thân hình này mày đi, tưởng mày ngáo đá người ta bắt mày bây giờ nè. Đi vô bận quần ngáo rồi vô này hả? Lẹ đi, nói chung là anh không cứu em nổi đâu danh. Quần vô lẹ lên. Lẹ lên danh. Rồi em chơi game ha. Ngày nào anh cũng thấy đêm nào ha. Mấy ngày trước anh thấy em á. Dĩ anh. Anh thấy em gấp lắm bạn. Anh thấy em á đêm nào cũng con với Phụng. Rồi. Bỏ. Rồi. Bỏ nha. Bật cái áo vô bạn nghệ coi. Làm cái gì vậy? Áo ngược. Bật ngược rồi. Trời ơi. Cởi gì? Trời ơi là gì? Đó đi chơi đi chơi. Gì bạn coi dọn dẹp phụ gia đình ta rồi. Dọn dẹp phụ ngốc nội. Quần đồ phụ quần vô. Gì chưa? Bật cái quần vô. Lấy điện thoại nữa. Thọt vô. Thọt. Rồi. Lẹ lên. Chạy lẹ lên. Chú. Để điện. Đây nè, từ từ. Khẩu trang, đồ. Đi ra ngoài đường phải đeo khẩu trang vô. Từ từ, chưa. Rồi, ok. Lẹ lên. Lẹ. Rồi, kéo. Đi Khánh. Đi đi, tao đi làm gì? Chạy bến con kẹp phụ con gia đình ta đi. Từ từ. Còn xăng. Rồi, trả số đi. Đứng vô số 1 và lên dây. Bây giờ qua bển thấy được Phụng kêu Phụng qua đây luôn nha. Xe tao không có đạp, xe tao có đề không à. Đi
đi luôn rồi. À, đi luôn rồi sao vậy? Trời trời chạy xe máy em thấy gùng quá anh Thịnh ơi. Đi luôn rồi sao vậy? Đi đi. Ê đi rồi sao mình kêu nó vậy? Lát điện nữa. Điện hả? Không điện sao? Anh để đi. Nó chạy đi tới bà. Đi kiếm hụng á. Để như bữa nay mình sẽ đi kiếm hụng nha bạn. Hụng ơi lộn. Hụng ơi. Đâu rồi? Nó đi rồi. Nó đi ngoài nhà em rồi. Điện nó coi. Nó chạy mở ra mẹ em. Dôm nó theo luôn á. Sao vậy? Anh để thì cho nó chạy tới bển mà không về thấy phụng bên này đâu mới tức ói máu nữa. Ừ, có gì chứ, điểm trước, điểm trước. Trời ơi, sao vậy? Người sao kêu nó vậy? Để em ác chút xíu. Đi đâu cũng kêu luôn mà ơi. Đi luôn rồi. Chết rồi, điện đi. Vậy sao? Vậy sao? Vậy sao điện đi anh? Anh ác chứ nhỏ. Điện 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 kiếm nó nè. Nãy cái cố em á. Ủa? Nãy em kêu anh bài cái trò này mà sao vậy anh nói thường anh? Không sao đâu. Hả? Trời tối. Về tính cái bài đây. Nhìn đi. Nói chuyện em coi. Mấy ngày mấy đêm em rồi điện con. Lâu. Anh đâu hả? Anh đi nhà. Đi đâu? Xuân Phụng. Xuân Phụng là anh về quay đây cái có chuyện cái gì? Chuyện gì đó? Mày chạy đây lẹ đi. Lẹ lên. Để xe máy là cẩn thận nha. Thật thằng này chưa dặn xong nó tắt luôn. Không được đi. Ủa hôm qua đêm qua em không có điện gieo con với nó hả? Có rồi, chưa có đâu. Mấy thêm lo cho em rồi. Mấy đêm chưa có hôm qua không có phải không? Anh ấy tội vãi các bạn, anh ấy tội vãi. Anh nói gì cả đâu có. Vô tội. Cả đây này, cả đây. Kiếm đồng hụng chưa? Đang đi dưới đường cắt điện cái gì vậy? Mày là thằng con trai tồi. Mày tồi lắm. Mày tồi lắm. Mày mày. Tồi lắm. Không đi kiếm bụng đi. Mới điện cho em về gấp. Trời ơi dễ gì. Khánh nhờ em mua đồ giùm. Khánh báo động. Gì đâu nữa. Đi kiếm bụng. Kiếm phụng hả? Tranh thủ lẹ đi, Khánh mua đồ giùm mà. Khánh này báo quá. Có cái gì đâu báo. Để lấy tiền mua đồ giùm. Ê, vô đây lấy tiền mà. Để bạn lấy tiền bạn. Lẹ đi, đang gấp. Nè, lấy đồ nè. Mua nem 4 ly trà sữa luôn. Trà sữa gì nữa? Ủa? Ủa mày chơi đi vậy? Tôi đã thăm bạn lần cuối đó. Ủa vậy thì... liên thiệt mà, nó giỡn đâu. Thì liên thiệt mà. Trời ơi, trời, sao có đón tôi, trời ơi, trời. Có người buồn lắm. Ra đây nói chuyện. Thì em có lời gì nói với Phụng ấy đi, Phụng đi rồi đó. Nói chung là không có quay với mấy anh em mình nữa đó. Xóa cái nón quá các bạn ơi, nó giục cái nón. Mới nói với em quay. Nhưng mà nãy nói rồi là ba mẹ Phụng có công việc ở dưới Mỹ Tho đúng không? Bọn em Phụng mới đi theo làm phụ. Không đi được không? Không đi được không? Dạ. Không đi được không? Không đi được không? Giờ tôi gọi 5 ngàn phải dưới làm nha. Có tiền. Đồ đạc Phụng xỏ hết trơn rồi đó. Thôi đừng đi. Ok. Oh shit. Vậy cứu lại anh Thịnh. Cứu lại gì? Này là nhà gia đình Phụng có công việc Phụng mới đi theo sao anh kêu được? Anh đâu có ý kiến gì, đâu có quyền gì đâu, giữ một lời được đúng không? Rồi cố gắng cho anh đi lại. Sao giờ có gì muốn nói với Phụng không? Ôm nhau lần cuối. Ôm gì ôm lần cuối đi. Muốn gì nói với Phụng không? Nhiều lắm mà không lẽ nói đây. Thì nói đại đi. Dạy nó cũng dạy đi. Thì sao? Nói chung là tôi chưa đi nha các bạn. Phụng chuẩn bị đi rồi đó. Thôi đừng đi. Lại đi.
Trời ơi, sao không được? Ông có nuôi tôi không mà ông kêu tới lại. Tới lại đi nuôi luôn. Thẳng. Sao? Sao? Gì? Thanh. Gì khác nữa? Gì á? Khác cái gì vậy? Sao? Anh nghe tổng gì anh nghe anh? Rồi, phụng em đi bao lâu em về? Có về không? Chắc lâu á. Lâu là bao lâu? Nào có tiền về nhé. Giờ đang nghèo. Nào có tiền về. Vậy anh. Thôi. Ở đi cho tiền nè. Đứng đi làm. Kéo thằng Tia lên. Sao? Muốn nói gì gửi lời Phụng nữa thăm nhôm gửi lời đi. Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Không mà anh Thịnh. Đừng cho đi. Sao có anh Thịnh có nguyện được. Sao anh có quyền được? Sao? Đi kiếm mà mẹ cũng em đi. Em kiếm đi. Em đỡ em kiếm đi. Đâu cản đâu cản. Em đi giúp dịch chức khỏe nhiều. Giả bộ anh. Giả vậy? Sao mày không biết ăn ngủi? Giả bộ kêu lại phụ đi. Đi luôn có được. Giả bộ đi chung với em nè anh đi. Giả lại phụ quá. Anh nhớ em quá. Anh đi anh nhớ em lắm mà. Anh ấy làm gì anh ấy làm chuyện có coi nha anh ấy ơi. Gì hả anh? Một cái rồi để đi nhớ lắm á. Thương quá thương quá. Sao? Vậy? Nè bà đây nói chuyện với Phụng nè. Nói chuyện tôi đi nha mấy bạn ơi. Phụng đi kìa. Nói chuyện đi nha. Khóc rồi anh. Khóc rồi anh. Chết quá chết luôn. Cái này là sao vậy? Sao 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 vậy? Đi, vậy đi. Đâu rồi? Làm con trai đừng nên khóc nữa nè. Quay xin yêu của Phụng đâu rồi? Quay xin của Phụng đây rồi. Gì sao? Yêu rồi, muốn khóc luôn không nội? Đi trai khóc gì mày? Bây giờ chết. Mấy kỳ buồn, đâu buồn. Không có em này em khác. Chịu em mà. Vậy? Chứ lại anh Thịnh. Lại hả? Đúng rồi. Để cho anh vừa lại với em đi mà. Chó gì là chó vậy? Anh nuôi em đi mà. Đi mà. Sao? Giờ muốn Phụng lại không? Muốn. Rồi cho anh vừa không? Kêu anh kêu Phụng giữ Phụng lại cho anh vừa. Nuôi con ta cơm ngày ba bữa rồi chứ bỏ đói hay gì? Cho anh gì giờ? Có cơm không? Có thận xác nè anh lấy không? Cho cái trái thận. Sao? Hỏi thăm qua lại đi rồi Phụng đi đó. Ô, anh Thịnh. Ô, shit. Anh Thịnh, anh Thịnh. Hả? À, mấy giờ lên xe? Dạ, chắc tầm mấy 1 giờ. 1, 2 giờ. Ê, để 12 mấy rồi đó. 1 giờ lên xe. Rồi, gần tới rồi, soạn đồ đi Phụng. Đi ra ngoài, đi. Cái gì? Đi đi. Gần tới giờ cái gì? Chúng cho đi. Gần tới giờ gọi lên soạn đồ nè. Thịnh nào Khanh. Anh đi làm gì đi. Thôi mình gánh từ tới đây nha nghe các bạn. Trốn. Trôi nổi kiếp hơn nghèo lên đơn quảng chân vai gánh u sầu chầu cao đưa tới đời ấm mất người hai ba cười là vậy đó là vậy đó vậy đó hiểu giờ thôi tôi đi nha. Đi đâu đi Mỹ không á? Thôi đừng đi tôi kỳ chứ ai chết đi Mỹ cái gì? Mỹ Tho, mày đặt hình rồi, ấy Mỹ Tho. Đi chung với mày thấy. Rồi, bây giờ đi chưa? Bây giờ rồi. Thôi, sắp xếp đồ của mình kìa. Cái gì vậy? Bây giờ rồi. Rồi, lấy đồ đi, bộ. Mở cửa anh vào. 12:44 luôn rồi. Anh Thịnh mở cửa cho em. Rồi, đi. Không, để cho em đi. Buông ra cho Phụng đi em. Sao không? Lan ơi, mở cửa anh vào. Nghi. Mày làm gì vậy? Buông ra cho Phụng đi. Mẹ điện mẹ kìa. Trời ơi, tới giờ này mẹ điện nó dùng điện thoại đi. Đây.
Ủa tao điện miễn phí ta. Ủa tao em điện nó. Gọi đi em. Thôi ok tôi đi nè. Bây giờ kìa. Không đi với mày đi, mày nuôi con người ta chắc à. Đi. 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 Sao với anh còn thương Phụng mày. Rồi Khánh đưa Phụng ra bến xe giùm anh nha. Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại. Một dịp gần nhất. Anh chồng tới đây kết thúc những bạn chồng để anh Khánh đưa đi đây, anh đây nói chuyện nhanh xíu. Để Khánh trở đi. Xuống đây nói chuyện xíu. Đi đây. Bây giờ mấy chạy bắt đầu xe khánh hiến nè. Nè xe khánh hiến là chạy có đây đã bạn. Xe máy. Xuống đây hôm nay anh nói chuyện em xíu. Rồi. Rồi giờ. Rồi đi em ơi. Cho đi. Cái gì? Ừ. Không cho nữa. Không cho gia đình. Cha mẹ anh ta mà mày làm như chuyện gia đình mà. Chuyện gia đình mà. Đi. Rồi. Anh đâu ý đồ bài mới lấy nha. Bài nha bộn. Bye bye. Vậy quay lại. Đi xe vậy? Nó đi vậy, nó đi đi chứ. Gì vậy? Rồi. Gì vậy? Đừng đi. Đừng có đi, ở lại đây đi. Để cho nó đi làm đi. Để đi làm đi. Để làm cha mẹ nó đi trời. Đi áo, dính lên áo. Chạy luôn rồi. Vậy sao? Mẹ đi luôn rồi sao vợ? Em cố gắng kìa. Sao em không cút chìa khóa ra? Sao anh không cút? Anh quên, nãy vô nhà nó cút làm gì? Cầm em dịu chết luôn. Rồi sao vợ bạn? Ai? Bây giờ đi luôn rồi. Ở khi nào ra đường gặp hai đứa kia em ra. Rồi đi luôn hả bạn ơi? Dạ anh đi rồi. Dạ anh đi luôn rồi. Dạ anh đi luôn rồi. Chạy theo em á. Lấy vô đây vô cái luôn mà. Ngồi đây đi. Chung là mình cho nó có thành hơi ép chứ các bạn. Nãy em gây ý tưởng luôn á. Nhưng mà không sao. Khánh điện danh gì Khánh? Điện điện. Đi luôn bây giờ. Đi kiếm họ lạc luôn á. Nói chung là nay cho anh vui nha các bạn. Nói chung là thử lòng anh danh coi mấy nay gắn Phụng sao. Danh kìa. Danh về các bạn ơi. Đưa rồi. Ủa vậy? Đưa đi rồi. Ủa vậy? Chưa đi. Chua. Chôn Việt Nam. Chôn cái gì? Chôn cái gì? Sao chưa đi? Vậy? Em. Tại vì em còn vui vấn. Có đây không? Em còn vui vấn em ở lại nói chuyện xíu đi. Ơi, mở cửa ăn luôn đi. Trời ơi, em thấy ăn bông me kìa các bạn. Ừ, chua. Có đi không? Có. Thôi, được rồi. Có hoài. Dưới được rồi. Thú đây, thú xin được khoan hồng. Biết chọn không? Biết chọn không? Chọn á. Đi chọn chọn chạy tám á. Chọn. Chọn thôi bạn à. Là nãy giờ là chỉ là chọn em thôi không? Chọn bạn tên. Vậy. Thì nè, cái tội của mày để tao nói với mày. Ừ. Tao thẩm phán ở đây, tâm thẩm phán tối cao. Điện không bắt máy, nhắn tin không bắt máy, lo cắm. Ơi, trời nhắn tin mà không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Lộn. Thầy phán con, hôm nay con bị chôn là đáng. Hiểu không? Chơi, em thấy anh ấy lạ lên ấy, cái đó không kể nè. Là style mới. Nào. Chôn nữa hả? Như đám hợp tác ở chôn em. Thì anh thử lòng em mà.
Thầy vui không? Dạ, vui. Thầy cô đơn. Thầy mới biết, mới biết, thầy mới biết được tình cảm em dành cho Phụng ra sao chứ. Vui. Nói gì nói chứ em chạy trước. Cái gì chạy? Nói gì nói chứ mới biết Phụng có quan trọng với em hay không thôi, đúng không? Em vui nha. Trước Phụng có quan trọng trong tem đối với em không rồi? Bây giờ muốn thử lòng em đó. Nói chung là cái trò này, nói chung anh cũng coi văn máng trên mấy clip, anh thấy các bạn cũng có yêu cầu đó. Giờ anh mới nhớ ra nè là mấy bạn kêu ơi, cho anh thử coi Phụng người tem coi cảm giác em ra làm sao, đúng không? Bây giờ thấy cầm cam thấy nghi nghi rồi. Nghi nghi rồi sao chạy theo? Vậy vậy đó đúng không? Hả? Vậy đó không anh? Sao? Anh nói ngồi nó gặn của anh ba anh em mà. Nói chung là không có gì buồn hết trơn á. Miễn coi bất. Sao đi mày ơi. Nói chung là Phụng không có đi. Có tao đi nè, tao với anh Định nè, ngào đi nè. Nói chung là Phụng ở đây quay với anh em tụi mình tiếp. Hiểu chưa? Hiểu. Trời mày đó, trời mày đó. Không, cho anh Việt Nam thôi. Rồi, cho anh rồi. Cho anh rồi. Cho anh rồi. Vậy thì dạ. Không, không. Không ra mình tự đẹp. Vậy để đi chạy ta. Không nha. Vậy sao, cố hổ lại không? Không, chứ nổi. Cố nổi sao? Năn nỉ Phụng coi sao? Đi cơm nước bao rửa anh lo, quần áo anh giặt rồi, chén bát anh rửa. Năn nỉ Phụng sao, không có lại. Nói đi. Mai đừng đi, ở đây quay đi. Đây quay hả? Rồi đúng không, đây quay đúng không? Sao hổ không biết kiếm em sao? Em kiếm là em đi nha. Em đi kìa. Ủa gì vậy, gì vậy, gì vậy? Thì sao? Đây nghe lắm mày nha. Nó giỡn chứ. Đây nghe ẩm bát con này nha. Thôi không thấy. Nó giỡn chứ. Cũng có đi đâu. Em ở lại em quay tiếp. Đam mê. Nói chung là nãy giờ từ đầu đến đuôi giờ chỉ là cho anh em thôi. Vui lắm không? Đam mê cũng vui. 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 Em vui đi. Thôi nói chung là nay tại nay bí ý tưởng quá, không có gì mình biết cho bạn coi đó, không nè. Dẫn anh hai người nên anh hết ý tưởng quay nên giờ chỉ còn cho ăn lá me đi cho đỡ chua. Cuộc tình này quá chua chát, hiểu chưa? Lại tối em định để em móc máy nữa là này để tắt cam là anh tính sợ biết sao, biết sao không? Mỗi lần mắng thì thôi là tắt không báo chưa không phải đúng không? Tôi nhắn tin không trả lời chi, ý tưởng là tôi ra đó. Nhắn tin điện không trả lời luôn. Đã nghe, đã nghe. Rồi giờ nói chung là mấy anh em mình chưa xong rồi nha các bạn. Rồi chuẩn bị chuyên mục chạy rồi các bạn. Thì mấy bạn có yêu cầu gì hãy comment dưới clip cho mấy anh em mình biết. Có cái ý tưởng nào muốn cho anh danh tiếp hay là yêu cầu gì cứ comment dưới clip là mấy anh em mình sẽ thực hiện theo nha các bạn. Nói chung là danh nó biết nó quạo rồi nè, anh với em chạy lẹ rồi. Nói chung là không sao đó rồi mình. Nếu các bạn yêu quý mấy anh em mình, nó cho mấy anh em mình xin một like, một share, một đăng ký. Nhớ nhấn một cái chuông và nhận thông báo mới nhất nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.